hành tinh của chúng ta đang mất đi màu xanh, hàng trăm nghìn hecta rừng bị mất hàng năm, hàng chục nghìn loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Những thảm họa thiên nhiên mà con người đang phải đối mặt có nguyên nhân trực tiếp từ sự tàn phá môi trường.
trẻ An Khê chung tay thay đổi hành vi vì một An Khê xanh sạch đẹp. Yeah.